Kaiji Chuyện Quyết Tử được giới thiệu là bom tấn của xứ sở hoa anh đào tạo được tiếng vang lớn tại thị trường điện ảnh Nhật Bản. Tuy nhiên khi đến với Việt Nam, bộ phim này khiến khán giả nhiều fan phì cười bởi những tình tiết được sắp đặt một cách khó tin và đầy vô lý. Kaiji Final Game. Kaiji Trận Quyết Tử là bộ phim kể về nhân vật chính Kaiji trong bối cảnh nền kinh tế Nhật và thế giới đang bước vào giai đoạn tụt dốc. Hàng ngàn người nghèo không có việc làm hoặc có việc làm bị bóc lột như nô lệ và bị đối xử như cỏ rác. Kaiji cũng là một trong số những người nghèo đấy. Anh không chỉ không kiếm được một công việc tử tế mà còn chìm vào cờ bạc, nợ nần một khoản khổng lồ, không có khả năng chi trả. Và trong lúc túng bấn nhất, Otsuki, ông chủ cũ của Kaiji cũng đồng thời là chủ tịch tập đoàn TI hùng mạnh, đã sử dụng anh tham gia trò chơi tòa tháp Babel. Nếu Kaiji chấp nhận trò chơi, anh sẽ đứng trước cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm nếu giành được chiến thắng. Nhưng ngược lại, nếu như từ chối thì anh sẽ phải làm việc không công 10 năm để trả nợ. Tất nhiên là Kaiji nhận lời tham gia trò chơi, nếu đổi lại là mình và các bạn trong trường hợp này chắc chắn cũng sẽ chọn như vậy. Tội gì mà phải làm việc không công những 10 năm trời phải không nào? Quyết định chơi tòa tháp Babel của Kaiji đã đưa Kaiji đến với một cuộc chiến của giới chính trị Nhật thời bấy giờ, nhưng cũng đồng thời mang đến cho khán giả một câu hỏi to đùng khi theo dõi phim. Tại sao biên kịch lại có thể nghĩ ra những tình huống mang tầm vĩ mô như kiểu trẻ em chơi đóng kịch vậy? Đầu tiên sẽ cần phải nói đó là cốt truyện chính của bộ phim không tệ khi có những người dũng cảm đứng về phía người dân đấu tranh với giới quan chức và những kẻ có tiền để giữ bình đẳng cho xã hội này. Tuy nhiên, cách triển khai những tình tiết trong phim lại chưa được xây dựng hợp lý, thậm chí thổi phồng quá mức sự tài giỏi của Kaiji khiến nhân vật này dần trở nên châm biếm và hài hước, giống như để mua vui cho khán giả vậy. Với xuất phát điểm là một gã không thể kiếm được một công việc tử tế và chìm trong bài bạc nợ nần, nhân vật Kaiji mới đầu được xây dựng là một kẻ không quá trí tuệ khi được đề nghị đứng về phe ông lão tỷ phú ngồi xe lăn. Sau đó khi mới bước vào canh bạc cuối cùng, nhân vật này cũng liên tục thể hiện sự ấu trĩ thô lỗ bằng cách kêu gào chỉ trích đối thủ gian lận. Thế rồi giống như được sao chiếu, Kaiji trở nên âm trầm hơn, sâu sắc hơn, giỏi giang hơn và trí tuệ hơn, đầy mánh khóe và chơi bẩn như cách đối phương sử dụng lúc trước. Điều kỳ lạ là trong khi đối thủ xài chiêu bẩn nhưng chơi kín thì Kaiji lại bô bô ra đầy kiêu ngạo, khiến người xem khá là phản cảm. Bộ phim là liên tiếp những cú twist chồng lên nhau, thế nhưng cách xây dựng trong phim giống như kiểu một gã ảo tưởng. Từ một kẻ thân cô thấy cô liên tục chỉ biết nghe theo lời của ông lão tỷ phú, Kaiji lại có thể trở thành một chủ mưu của rất nhiều việc như biết được thân phận thực sự của con trai lão tỷ phú, chỉnh sửa thời gian đồng hồ, thậm chí là tác động được đến cả cục in tiền quốc gia, thay đổi được cả mật khẩu gian mật thất của bộ máy chính quyền Nhật luôn. Kể ra nếu như tình huống twist xuất hiện hai lần trong phim thì khán giả còn cảm thấy bất ngờ. Thì lần thứ 3, thứ 4 hay thứ 5 xuất hiện đầy khiên cưỡng, nó giống như các tình tiết được nhét vào để hợp lý cái kết cuối cùng. Rất nhiều khán giả khi xem đến những phân đoạn này đã phá lên cười nắc nẻ, đồng thời ở khắp rạp thì vang lên những tiếng phán như là biết ngay mà hoặc là anh đã tính trước rồi. Ngoài ra thì bộ phim còn có sự xuất hiện và biến mất không một lời lý giải của các tuyến nhân vật. Ví dụ như nhân vật ông lão tỷ phú, ông lão bị sốc về kết quả cuối cùng và được đưa ra ngoài như cách khiêng một chiếc quan tài. Sau đó thì ông lão sống hay chết thì cũng không ai biết. Đến cuối phim thì các nhân vật ngoại trừ anh con trai thì chắc chắn không ai nhớ là có một nhân vật như vậy xuất hiện luôn. Vai nam chính của bộ phim có màn thể hiện khá tốt nhân vật của mình, mang đến cho khán giả những chuyển biến tâm lý phù hợp với từng giai đoạn trong phim. Những tuyến nhân vật khác trong phim, một số diễn viên cũng hóa thân vào nhân vật khá ổn, nhưng cũng có một số diễn viên dường như chỉ xuất hiện cho đủ đội hình, họ không để lại quá nhiều ấn tượng dành cho người xem. Chốt lại thì Kaiji Trận Quyết Tử hiện đã được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Chúc bạn xem phim vui vẻ và đừng quên để lại ý kiến của mình ngay phía dưới. Xin chào!